Tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đó xác định quan điểm công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với quan điểm đó, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã không ngừng đa dạng hóa các hình thức giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ghi nhận tại phường Mang Thái, quận Sơn Trà. Thuộc diện hộ nghèo của phường lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Ông Lê Văn Chiến tại phường Mang Thái, quận Sơn Trà vừa được hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhiều năm. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời này mà trong trận mưa lớn ngày 14 tháng 10 vừa qua, hộ ông Chiến thoát được cảnh ngập sâu. Đất đấy là coi như đất thổ, thành ra là coi như hồi mình lò mình cũng chưa biết nữa mà hồi nó từ khó khăn thành ra lòng cũng không kiên cố được. Cảm ơn là bên ủy ban phường với ủy ban mặt trận cũng lo cho hỗ trợ tôi cũng mấy chục tỷ để tôi nâng trước là cái nâng cái nhòa. Còn đây là tiệm bọc nệm, bọc yên xe của ông Tạ Bá Tuấn. Từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến kinh phí nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học đều phụ thuộc vào công việc này. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Tuấn không có đủ khả năng để trang bị máy móc cần thiết để phục vụ công việc. Nắm bắt nhu cầu đó, Mặt trận phường Mang Thái đã nhanh chóng trích quỹ vì người nghèo để tặng ông Tuấn một chiếc máy may, tạo thuận lợi để ông phát triển kinh tế gia đình. Từ khi mà hỗ trợ được máy may là công việc tôi thuận lợi và làm ăn phát triển. Tập trung nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa nhà ở và trao phương tiện sinh kế là cách làm được phường Mang Thái chú trọng để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đây được xem là kim chỉ nam để khơi dậy ý thức tự lực vươn lên của hộ nghèo. Ngay từ đầu năm là đã tiến hành khảo sát để mà đưa ra các phương án hỗ trợ. Thì hiện nay là có một nhà đang xây dựng theo kiểu nhà đại đoàn kết và còn lại là 21 nhà đã được hỗ trợ sửa chữa. Thì trong cái sửa chữa thì nó có nhiều cái mức, thì cũng tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của từng cái căn nhà thì chúng tôi có những cái hỗ trợ khác nhau. Riêng về hỗ trợ phương tiện sinh kế thì phải nói rằng là đây là một trong những vấn đề chúng tôi rất quan tâm, tại vì chúng ta thường nói là nên hỗ trợ cái cần câu để cho người nghèo người ta dựa vào đó để mà tự tạo ra thu nhập và chăm lo được cái cuộc sống của họ. Thì chúng tôi là khi mà đối thoại hộ nghèo đầu năm thì chúng tôi luôn định hướng đối thoại với người nghèo là định hướng là bây giờ cái trường hợp hộ đó mình cần hỗ trợ cho họ những cái gì. Phường Mang Thái là một trong số các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, phần lớn các hộ nghèo là lao động phổ thông, hành nghề đi biển. Chính vì vậy, bài toán giảm nghèo bền vững cũng đặt ra không ít thách thức cho chính quyền địa phương. Với vai trò cầu nối, thời gian đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục huy động nhiều nguồn lực xã hội để giúp đỡ hộ nghèo, đưa các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với các hoàn cảnh khó khăn.